xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN NTN. Hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục một clip liên quan đến Zit Easer bể bơi và rất là nhiều đồ. Và cái clip ngày hôm nay là một clip thí nghiệm, ok. Bởi vì là sau khi mà thực hiện xong cái clip mà bể bơi ở trên trời thì tôi mới xả nước. Và trong cái quá trình mà xả nước thì tôi thấy một cái điều rất là thú vị và rất là đặc biệt. Đó chính là nó liên quan đến vòng xoáy nước, hay người ta gọi đó chính là hố tử thần. Đó thì hôm nay tôi sẽ thí nghiệm cùng với lại cái bể bơi trên trời của tôi và cái hố tử thần mini. Và tôi sẽ test cho bạn xem là cái hố tử thần nhìn nó như thế nào, cũng như là nó hút tất cả mọi thứ xuống đấy ra làm sao, ok. Và trước khi đến với lại cái thí nghiệm này thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn những cái đồ vật mà tôi sẽ thả vào trong cái hố tử thần này, ok. Zit Easer thuyền, tôi sẽ dùng cái thuyền động cơ này thả vào trong cái hố xoáy tử thần và điều khiển xem là cái hố xoáy đấy nó có thể hút được con thuyền này hay không. Zit Easer đàn cá. Đây là đàn cá heo, cá voi, cá gì đấy tôi không biết, nhưng mà rất là nhiều loại cá. Và cá này có thể nổi được. Và tôi sẽ thả nó xuống xem là nó có bị hút xuống cái hố xoáy tử thần hay không. Ok. Zit Easer hook. Hook hook. Đấy, con thằng hook này nó rất là bố láo. Vừa bây giờ con cá nó hook luôn mặt. Ok, thôi đùa đấy. Đấy là đây là thằng hook nha các bạn. Thằng hook này có cái biệt danh, nó là thằng hook, ok, của Super Hero Avenger Endgame đấy. Thì cái thằng hook này nó rất là kinh khủng, nó rất là khỏe. Tôi sẽ thả nó vào cái hố xoáy tử thần xem là nó có thể chống chọi được với hố xoáy tử thần do NTN tạo ra hay không. Ok. Zit is a vịt. Đàn vịt. Zit is a bóng. Đó. Hai quả bóng này nó sẽ nổi. Và xem là cái hố xoáy tử thần nó có thể hút được hai quả bóng này xuống bên dưới hay không. Zit is a thuyền. Thuyền giấy. Ngoài thuyền máy ra thì còn thuyền giấy nữa các bạn. Zit is a hạt nở. Ok. Đây sẽ là công đoạn mà quan trọng nhất, đó chính là công đoạn tạo vòng xoáy hố tử thần. Ok, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu cái thí nghiệm mà tạo hố xoáy tử thần. Rồi. Ui giời ơi, cái này nó gọi cụ tổ to, nó vẫn không hút xuống này. Hút xuống đi. Anh, come on. Rồi xuống rồi, ui. Ui, to chưa. Ui các bạn ơi, nhìn này, nó xoáy này, nó hút xuống luôn này. Ui, kinh dị vãi trưởng, chuẩn bị hút xuống này. Đang xoáy xuống rồi, này nó đang hút này. Ui, xuống rồi này, ui, xuống tận đáy luôn á. Cá này vào luôn. Xuống luôn ạ. Xuống. Các bạn thấy không? Đây là cá heo to như này không sống sót rồi. Đang ngoái ngủ cục.
Xuống luôn ạ. Ok, kết thúc cái thí nghiệm hố xoáy tử thần thì tôi muốn chia sẻ một vài thông điệp cho tất cả những cái bạn mà đang xem video của tôi. Đó chính là khi mà các bạn gặp cái hố xoáy này ngoài đời, ở bể bơi, ở sông, ở biển thì tôi nghĩ là các bạn tốt nhất nên tránh xa. Bởi vì là khi mà tôi thực hiện cái thí nghiệm này tôi cảm thấy nó rất là nguy hiểm. Tất cả mọi đồ vật nổi, từ thuyền cho đến húc rồi cho đến tất cả mọi thứ đều bị cuốn trôi xuống bên dưới đáy và nó sẽ cuốn các bạn xuống, các bạn không thể lên được. Nếu mà các bạn gặp phải cái hố xoáy tử thần này tôi nghĩ là các bạn nên tránh xa. Nói chung là cũng không còn gì chia sẻ cả. Hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của tôi nhé. Bye bye.